Hi, chào cả nhà. Nay tiếp tục mình đi đánh tiếp các bạn ơi. Đây cái bãi mình thấy kè bia cho các bạn xem cái bãi nè. Trời ơi trời, giấc này cũng đang chứng mưa các bạn ơi. Đồng chí đâu không thấy đồng chí nữa. Đây đồng chí đang chuẩn bị xuống cần đây các bạn. Đang chuẩn bị đo nước xuống cần các bạn ơi. Đây cái bãi nó xa biệt dục luôn các bạn ơi. Ở đây mình không biết kêu bằng ở đâu nữa. Đó, quá xa cái bãi các bạn ơi. Thôi mình xuống cần các bạn ơi. Thả cần các bạn ơi. Đồng chí đang thả cần nãy giờ. Chưa có dấu hiệu. Chưa có dấu hiệu. Thả mà lại các bạn ơi. Đó, gị gị đó, gị dính. Dính cái gì rồi? Ôi, cái Cái cha con. Đây, cái cha con đây các bạn ơi, cũng mập quá mập nè. Rớt luôn các bạn ơi. Vậy hoài á. Đây được con đây các bạn, quá xa ngon. Gì cái gì vậy? Ơi kỷ lục gần ngâm ơi con. Ăn lời hết những lời ạ. Anh chí cầu vinh cao lộc kiến các bạn ơi, chí này hay quá. Ơi, tưởng đâu phi chiến dữ không? Chứ cái này câu kỷ lục quá, kỷ lục ơi. Hết biết. Đó, cái nó mập nè các bạn ơi, nó ăn nước ăn của mình nãy giờ nè. Nè. Cái bắt không? gì? Bắt không? Đó hả? Pin chứ quay được cái gì? Đó, 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 nó nung phao kìa. Nó nung phao. Vỏ vàng. Cái gì? Vỏ vàng. Mày Vinh. Cái gì? Vinh. Mẹ Vinh. Mẹ Vinh. Cậu lưỡi đó không dính trời. Ác thiệt trời. Lưỡi nào không dính? Gỡ các bạn ơi, mẹ Vinh nè. Sao nó hết ăn luôn rồi? Tại ông hết ăn rồi. Nó đã thúi rồi rồi. Cá cha. Ơi ơi lên cá cha to các bạn ơi. Đây. Đây, cá cha đây. Thả lại các bạn ơi. Cố gắng có rút hoài. Hết rồi, nghỉ hút hết luôn. Ôi ơi ăn ngầm. Ăn ngầm cá rô. Cá vô bỏ vào vỗ nhảy vô vô các bạn ơi. Cá rô ăn ngầm các bạn ơi.
ngầm, đó là đụng đất thôi mà ngầm. Đụng đất đâu? Đây cái gô ngon lành nè các bạn, hai ngón các bạn ơi. Đó. Gì á, gì á? Tít. Tít. Cá gô. Cá gô. Không mà con này to à. Rồi. Fit. Fit con cá rô, cá rô trắng tử. Ừ. Quá ngon. Ôi gỡ luôn coi. Ăn cái kiểu gì đây? Đây con cá rô. Gì đâu? Gì mà kia kia. Thôi được hai con rồi, được hai chén cơm rồi. Đất luôn. Cái gì đâu hết mọi rồi. Dứt. Phít. Ăn ngầm đó. Cá là giật dính đó. Thấy không? Vô. Cái vô nữa các bạn ơi. Nói sao? Ủa tính nó ăn ngầm rồi. Cái vô bỏ vô vỗ vậy vô. Con này bự các bạn ơi. Con này nó có chùm. Chùm chùm quá xá chùm rồi đó các bạn ơi. Con cá thông cũng cái vô rồi. Ôi. Vậy hoài em. Đấy, không thả con đó là được ba con rồi. Thả gì? Đây, cái gô này cũng to các bạn ơi. Khá là trọng. Khá là trọng à. Cái này to chứ không trọng à. Đây. Cái gô cũng to các bạn ơi. Gỡ các bạn ơi. Đây, cái gô to đùng luôn. Nó ngon. Nó ngon. Gỡ lên đùng dục xuống, gỡ dục xuống. Gỡ lên dục xuống là có dụng ý. Yeah. Đó. Đó, nó to. Mít. Ừ, cá bự nha. Trời ơi, cá cha bự các bạn ơi. Cá bự. Trời ơi, nó ăn cái cục thính nó nóng rồi kìa. Trời ơi, cá cha to, to à. Rồi, giờ anh coi. Ừ, gịch vô. Gịch vô đi, không gãy đâu. Ô, quá, ôi ôi. Ô, quá. Được con cá cha to to bằng cá cha nãy rồi các bạn ơi. Cá này bự hơn các bạn. Ồ. Trắng quá nè. Ừ vậy dữ vậy à. Rồi mạnh. Mạnh dữ mạnh à. Mới lên mạnh quá. Này. Đó, nó chui được chưa? À. Đây, cũng to các bạn ơi. Vô ăn hết ta. Cá là lâu ăn được con cái hả vậy chỉ. Nó giật cái vậy cái mồi nó gã ra nó tức. Tao chưa ăn chân giật. Chỉ xuống làm lại. Làm lại đâu? Chưa. Nó đang tức cầm ực, nó đang nóng rồi. Để con ngủ chút. Rồi anh Chí tự nhiên đang thông lên hai cái gô rồi mất tích luôn. Nó lôi thì vậy. Đó. Đóng. Rồi chuyện vô đó rồi. Nó vô đóng. Đó. Đóng. Đóng đi cái gô. Cho tức trời. Tức cái gì? Nó biết nhìn nó biết cá nó ăn rồi. Ăn hay không mà người ta đóng chín. Chín gì? Còn mấy người mà kinh nghiệm quá người ta đóng sớm không chín. Sớm không chín. Đây cái gô nữa các bạn ơi.
mày nãy giờ bị ụt hoài vậy mày? Ụt hoài hả mày? Còn một miếng thức ăn à, đây cái gô này cũng hai ba ngón các bạn ơi. Ụt hả mày? Ba ngón. Thu cần các bạn ơi, hết cá rồi. Ừ, nước kém rồi các bạn ơi. Hết nước luôn rồi, nước rồng rồi. Mời mình đánh tiếp các bạn ơi. Mời vợ chủ rồi mình đánh cá phi chứ giữa. Mời đi đánh cua phi mới được. Rồi móc vô cái áo rồi. Quả bữa nay các bạn ơi, được có nhiều cá, hôm nay đi thất bại rồi, không được nhiều cá rồi. Câu cá mà, cũng bữa chút bữa thắt các bạn. Chút bữa thắt các bạn ơi. Thôi chào các bạn.